mỡ nội tạng nguy hiểm hơn bạn nghĩ. Mỡ nội tạng là cái mà nó, cái mỡ của mình nằm ở trong, thường là nó sẽ nằm trong các quai ruột, nó bao quanh các quai ruột đó, nó là trong gan, trong thận, trong các mô, các mạch máu, nó là sống rất là nhiều các cơ quan khác. Thì cái mỡ nội tạng này bản thân nó là một cái tình trạng bệnh lý, nó không phải là tình trạng bị thẩm mỹ làm đẹp nữa, mà nó là bệnh lý, tức là nếu như mình không điều trị nó có những cái ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe của mình. Đầu tiên là ví dụ như là nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề chuyển hóa, chị sẽ cảm thấy như là nó tác động lên những cái cơ quan, nó làm cho mình bị rối loạn cái chức năng khác. Ví dụ chị cảm thấy có những dấu hiệu này, mình cảm thấy hay bị đau đầu, hay bị mất tập trung này, hay bị cảm thấy khó chịu trong người, nôn nao về buổi chiều chẳng hạn, dạ, có những cái dấu hiệu đó. Hoặc là mình có cảm giác nhìn kỹ gì, dạo này mình cảm giác nhìn mờ quá, mình nhìn không có sáng như ngày xưa nữa. Và mỡ nội tạng này nếu như mà lỡ may nó nằm trong cái thành mạch máu của mình ha, thì tưởng tượng bình thường nó thông thoáng như thế này, bây giờ con mỡ nội tạng nó bít cái thành mạch lại thì máu nó sẽ không liên tục được, nó làm cho cái mạch và cái tỷ lệ xơ vữa động mạch này, nó tỷ lệ đột quỵ của mình càng nhiều. Tại vì khi mà nó tắc nghẽn ở đây, máu không lưu thông, nó sẽ dễ đến tình trạng là đột quỵ, tăng tỷ lệ đột quỵ ở những người mà có tình trạng bệnh lý nền. Thì cái mỡ nội tạng này mỡ nội tạng luôn là vấn đề đáng lo ngại với sức khỏe mọi lứa tuổi. Đừng để bản thân bị giới hạn bởi một lớp mỡ thừa. Đến bác sĩ Cường thăm khám và điều trị sớm để nhận được ưu đãi tốt nhất nhé. Bác sĩ Phùng Mạnh Cường cùng khách hàng đón sắc vóc rạng ngời.